Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô biên màu và trong cỏ nước cam lô rèn nhuận trong miệng chẳng đề hồ nhỏ mắt bên trong ngọc trắng tuôn phá lời trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tàu tối hơn núi cả chẳng nhộng diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Phạm Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa Thứ Nhất. Con nghe như thế này, mòn thuở nọ đứng phần ở trong núi Kỳ Xà Quân nơi thành Vương Xá cùng chúng đại tỳ kheo. Một muôn hai nghìn người câu hồi trang vị đó đều là bận lan căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng trịch trong các cõi tâm đường tự tại. Tên của trang vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Phá Lời Phân Đài Mùng Kiền Liên Ma Ca Chiến Viên A Nâu Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đà Các Lăng Giả Bà Ta Bạn Tố La Mà Bồ Đề A Nan La Hầu La vân vân đó là những vị đại A La Hán hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ba Xà Ba Đề cùng với khuyên cùng với quyến thuộc câu hồi bừng đại Bồ Tát Pháp muôn người đều không thôi chuyển ở nơi đạo vô thượng chứng đẳng sinh giác đều chứng được Pháp Đà La Ni nhạo thuyết biện tài chuyển nói pháp luân bằng thôi truyền từng cung dường vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phân khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phật thông đà đại trí đến nơi bờ kia danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là văn thù chư lời bồ tát quán thế âm bồ tát đất đại thế bồ tát thường tinh tăng bồ tát bấn ngưu bồ tát bưu chương bồ tát dược vương bồ tát Dòng Thi Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lần Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Tạm Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát Phân
Tự tại thiên tự đại, tự tại thiên tự cùng với quyến thuộc ba vàng thiên tử câu hồi chú coi ta bà phạm thiên vương thi thi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi. Có tám vị Long Vương, Nan Đà Long Vương, Bạc Cận Đà Long Vương, Xá Già La Long Vương, Hòa Tô Các Long Vương, Đức Xoa Cá Long Vương, A Na Bà Đà Na Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bán La Long Vương, vân vân. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị Cận Na La Vương Pháp, Cận Na La Vương Diệu Pháp, Cận Na La Vương Đại Pháp, Cận Na La Vương Trì Pháp, Cận Na La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị Càng Khác Ba Vương Nhạc, Càng Khác Ba Vương Nhạc Ánh, Càng Khác Ba Vương Mỹ, Càng Khác Ba Vương Mỹ Âm, Càng Khác Ba Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi có bốn vị A Tu La Vương, Bà Trị A Tu La Vương, Già La Kiên Đa A Tu La Vương, Tỳ Ma Chân Đa La A Tu La Vương, La Hầu A Tu La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị Ca Lâu La Vương, Đại Uy Đức Ca Lâu La Vương, Đại Thân Ca Lâu cả chúng đều lễ chân Phật lui ngồi một phía luôn. Bây giờ đừng Thế Tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính người khen tôn trọng, vì các vị Bồ Tát Ma nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giao Bồ Tát Pháp Phần Sơ Hồ Niệm. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xếp bằng nhắm vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La Hoa Ma, Mạn Đà La Hoa Mạn Thù Thân, Hoa Ma Mạn Thù Thân. Đề đại trên Đức Phật cùng hàng đại chúng tâm cõi Phật sáu điều vang động lung. Bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ, trời đồng gia thân, Càng Khác Ba A Tu La, Ca Lô La, Cận Na La, Ma Hầu La, Già Nhân Phi Nhân và các vị tiểu vương cùng truyền luân thân vương. Cả đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay môn lòng nhìn Phật. Bây giờ đứng Phật từ nơi tướng long trắng giữa chẳng mài phóng ra luôn hào quang chiếu căn ca mồ muôn tám nghìn người cờ phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ trên chúa thấu trời sanh cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả cấu loài chúng sanh. Ở các cõi kia lại thấy ca Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói.
thần cử nữ những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy ca đứng Phật nhập niết bàn. Lại thấy sau khi ca đứng Phật nhập niết bàn, đem ra lời của Phật mà dẫn ra bằng bãi bao. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay đơn Thế Tôn hiện thần điện tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này, nay Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này nên nói phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đô an kỳ kéo tề kéo nghe cần sở nam cần sở nữ và cán trời rồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của Đức Phật hiện đây nay nên hỏi ai bây giờ. Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại sẽ tam niệm của bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lanh thần thông này. Bờ phong anh sang lớn soi khắp mồ muôn tan nhìn coi ở phương đông đều thấy coi nước ca nhìn của ca đứng phần. Khi đó Ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng Ngài Văn Thù Chư Lai Đức Đạo Sư Cơ Chi. Long trăng như chàng mài phong anh sang cấm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang phù sa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều yên tình. Mà trong thế giới này sao điều văn động lên bây giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý tha tới được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sáng vàng từ địa ngục ngã về trên đến trời lưu đằng trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến niềm duyên lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đấng Phật đấng thân Chúa Sư Tử diện nói các kinh điển nhiệm màu bực thử như tiếng của Ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm tâm nhiều thiên người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù để soi rõ phần pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân vì nói niếng bàn để giới cá ngăn khổ nếu là người có phước đã từng cúng dường phận chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành nhân giới. Nếu có người bị khổ nhàm lìa
bệnh chớ phân về nói niết bàn để dứt các ngàn khổ. Nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật chỉ cầu phàm thù thắng về nói hành duyên gian. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo ngài văn thù sơ lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nhìn ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này trẻ lớn nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vị bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa từ mã nào. Kim cương ca chân bơ cùng tôi ta xe cổ kiểu can chân cho bao vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi ca phần hằng khen người hoặc có vị bồ tát. Xe tứ mã xe báo bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có bồ tát đầu mắt và thân thế đều ưa vui thí cho để cầu chi tuệ phân ngài văn thù chứ lại ta thấy ca quân vương qua đến chỗ của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nữa vui về cung điện cả thần thiên cao trành rau lần tống mà mạnh y pha phong hoàng lại thấy bồ tát mà hiện làm thì theo một mình ở văn về ở vui tụng kinh điển cũng thấy có bồ tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn. Khi xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định được năm món thần thông và thấy gì bồ tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen người các pháp vương. Thầy thấy có bồ tát ký cho chi bền chẳng ai hỏi các đức Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an phẩm tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà giang phán. Vui vừa nói ca phán dạy báo ca bồ tát phá dẹp chúng minh má mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì bồ tát văn bạc yên lặng ngồi trời đồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có bồ tát ở rừng phóng hào quang. Cửa gò chốn địa ngục thiên đều vào phân đạo lại thấy hàng phận tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu. Đề cầu chứng văn đạo và thấy hàng văn tử trù vào trước nhẫn nhung bị kẻ tăng thương mạng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa để cầu chứng văn đạo lại thấy có bồ tát xa rời chữ chơi cười. Và khuyên thuộc ngũ thi ưu gần gũi người trí chuyên tâm chứ loan đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thấy vị bồ tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món thuần thanh.
đem cung Phật và tăng ao tôn độ thường phục nhớ đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng thiên đàng các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng. Rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng ao tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô tương lai có vị Bồ Tát. Và nói qua kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàn thay vì Bồ Tát Quán Xa Ca Pháp và tịnh đều không có hai tướng cũng như khoảng hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tới này mà cầu đạo vô thường. Ngài Văn Thù Sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệu độ cũng dàn xa lời phần lại thấy hàng phần tử xây dựng ca pháp miếu nhiều vô số hành xa nghiêm sức cấp còi nương. Bửu tháp rất cao đẹp đèo năm nghìn do tuần bề ngang rồng xứng nhau đèo tuần trong mỗi môi tham miếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta có chiến linh báo hòa theo cán vì trời rồng thân. Người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài Văn Thù Sư lại các hàng phật tử kia vì cung vàng xá lời nên chàng chứng tham nhiều cõi quân giới tự nhiên thù đặc đấng tốn đẹp. Như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư Phật. Thì tuệ đều hy hư phóng một luồng tỉnh quan soi thấm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có tiên Phật Tứ Văn Thù nhảy quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế tôn cử chi phóng ánh quang minh này Phật Tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ích gì đừng Phật phóng quán này khi Phật ngồi đau tràng. Chừng được khóa tâm nhiều về muôn loài văn đó hay là sẽ có khi hiến bài ca khói phận ca bao sầm trang nghiêm cùng thầy ca đức phần đây không phải ca nhỏ ngài Văn Thù nên biến. Bồn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cũng cán vị đại sư các thiện nam tử như chỗ ta sẽ nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn. Mưa pha vũ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hào quang cũng lại như vậy Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cỡ trong đời khó tin theo
cho nên hiện điềm lành này. Cả về nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước, bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện đăng mạnh như lai ân cung chinh biến tri minh hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều ngờ trường phu thiên nhân sơ phần phá con nhiên nói trên pháp ban đầu giữa rốt sao ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lẽ kéo mâu thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi sanh già bệnh chết tiêu cánh niên bàn, vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên, vì hàng bồ tát nói đạo pháp ba la mật làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia thâm bậc. Nhờ phía chung trí kế lại có đấng Phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh, lại có đấng Phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh, như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một thân. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ, họ phá la đò di lạc nên biết được Phật chứ được Phật sao đều đồng một tên. Hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đừng vào đó sao cả lúc chưa xuống gia tòa tan vì vương tử người thứ nhất tan hữu ý, thứ hai tên thiện ý, thứ ba tên vô lượng ý, thứ tư tên bửu ý, thứ năm tên tăng ý, thứ sáu tên trừ ý, thứ bảy tên hưởng ý, thứ tám tên phạm ý. Tám vị vương tử đó có uy đức từ nay đều lãnh trì bốn châu thiên hạ, nghe vua cha sớm gia chứng đạo vô thượng chính đàng chính giáng, đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo pháp tâm đại thừa thường tu hành thân tinh, đều làm bằng phàm tư thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật vung trồng cá cội lành. Đứng Phật nhận nguyện đăng minh lung đọa nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư gia bồ tát pháp phần sơ hồ niệm. Nói kinh đó rồi Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp ban nhâm vào căn chánh định vô lượng nghĩa sư thân và tâm chánh đông. Khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để dài trên đất phần và coi nước và sao điêu vang đồng lùng đó trong hôi hàng. Tỳ kheo tỳ kheo ni cần trở nam cần trở nữ, trời rồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân vương vân vân các đại chúng đó đường đều chưa từng có mừng rỡ chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng nhớ lại từ tướng long trăng trần giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nhiên cõi nương ở phương đông như nay đường thấy ở cõi phần đây di lặng nên biến. Khi đó trong hồi có hai mươi ức bồ tát đưa
muộn nghe pháp ca vị Bồ Tát ấy thấy anh sáng chiều cấm ca cõi phần đường điều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong anh sáng nay kỳ ấy có vị Bồ Tát nhiều diệu quang có 800 người đệ tử. Bây giờ đấng Phật nhận nguyện đấng minh từ trong chính định mà dạy vì diệu quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên diệu phàm liên hoa giáo Bồ Tát phàm phân sơ hồ niệm trải qua 60 tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lùng ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếm thân tăng đều không lại đồng như nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoáng bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lời mọi. Đừng vàng nhà nguyện đấng minh trong 60 tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhầm vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đấng Tạng Đức Phật nhờ nguyện đăng minh liền tỏ ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tạng Bồ Tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh danh. Đừng mà thọ ký xong vào nửa đêm bề nhằm vô dư niết bàn. Sau khi Đức Quang Diệu Độ Diệu Quang Bồ Tát thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trại 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói 8 người con của Phật nhận nguyện đăng minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh giác các vị vương từ đó cũng dạng vô lượng trăm nghìn muôn ứng đơ vẫn đều thành đồng đạo vì thành phân rốt sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng 800 người đệ tử có một người tên cầu danh người này tam ư danh lời. Dẫu cũng đồng tùng cá chân mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quán mang nên gọi là cầu danh người này cũng do có trọng các nhân viên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ước đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đây nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa. Dạo Bồ Tát phá phân sơ hồ niệm bây giờ Ngài vẫn thủ sơ lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân chúng con. Hiểu nhờ nguyện đăng minh được Thế Tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh vô số ức Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia. Cũng theo tu phạm hành Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh
kinh ấy rồi liền ở trong quán tòa thêm bằng nhập chính định. Tên Vô Lượng Nghĩa Thứ Trời Đới Hoa Mang Đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cúng dường đấng nhân tôn tất cả các cõi phần từng thời vang đồng lớn vào quan sang giữa mài hiền các việt hương. Anh sang chiêu phương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp bao của tất cả chúng sanh lại thầy các coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quang soi lại thấy những trời người đồng thần chúng già con. Càng Phật thần Na La đều cung dâng phận mình lại đây cá như lai tự nhiên thành phận đạo màu thần như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sanh hiện ra tượng chân kim thế tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân và quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng coi các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như gìn châu sáng lại thấy các bồ tát. Bồ thí nhân nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chấn động để cầu đạo vô thương lại thấy các Bồ Tát. Cho tương pháp kinh về đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiện trước thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau. Điều này nhớ nghiêng gì đấng của trời người ta vừa từ chính định dạy khen nhiều quán Bồ Tát ông là mắng của đời mọi người đều tin về hay vương giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chứng biết được đứng phần đã gợi khen. Cho diệu quan vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu quan pháp xưa trọn đều hay thú trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thật tướng đã vì cản ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải mong lòng tinh tấn rời cản sự buông lung. Ca Phật vẫn có gầm ngân kim đưa một lần ca con của Phật thầy nghe Phật sắp nhầm dìa phải đều lòng buồn có Phật sao gấp dìa vậy đấng thánh chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chung. Đều lòng ta diễn đồ các ông chớ lo sợ Đức Tăng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diễn đồ. Như củi hên lửa tán chia văn ca xá lại mà thấy vô lượng pháp tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp thứ ấy vân giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tám vị vương tử đó đường nhiều quán dạy ba vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cúng dường các phận xong thuận theo tu đại đồng.
nói nhau đặng thành và chuyện cứ thua ký nhau đặng phần rõ sao cả hiểu là phần nhiên đăng đạo sư của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng nhiều quan pháp sư đó có một người đệ tử thâm thường cứ biên chế tam ngư nơi danh lợi cầu danh lợi không nhắm thường nhân nhà trang giàu rời bỏ việc tung hợp bỏ quên không thông thuộc bởi vì nhân viên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành được thay vô số và cung vàng ca đứng phân phần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gần đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sáu phần kia duyên đồ lười biên đó là ngài còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta ta thấy phần đăng minh điềm sang trước như thế cho nên biết rằng nay phật muốn nói pháp hoa tướng này như điềm xưa là phương tiện của phật nay phật phóng sanh sang giống bài nghĩa tiệc tướng các người nay nên biết chấp tay môn lòng chân Phật sẽ rơi đưa quán đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối Phật sẽ giúp trừ cho kiến hết không còn thừa. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phương tiện thứ hai lúc bấy giờ đứng thế tôn từ chánh định an lành mà dạy báo ngài trả lời có trí tuệ của ca đức phần rắn sâu vô lượng muốn trí tuệ đó có hiểu có vào tất cả hàng thân văn cùng bình chi phận đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức phần trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thâm tròn hành pháp rất sâu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu trả lời phân thờ ta thành phần đến nay càng muốn nhân duyên các môn thí dụ rộng hỏi ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho xa lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đức vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẽ tròn hơn tất cả pháp chưa từng có trả lời phân Như Lai hay các món phân biệt theo nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng xa lời phân toán yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần phải đều trọn nên thôi xa lời pháp chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp khó hiểu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có phần cùng phần mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp nghĩa là các pháp tướng như vậy tính như vậy thể như vậy lượng
Bây giờ Đức Thế Tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng Thế Hùng có lượng cản trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật chỉ lẫn vô sở uy. Giải thoát ca tam mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu căn đạo pháp nhìn màu rất sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng quả ta đều đã thấy đi qua bao lớn như vậy các món tình tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tướng nói năng. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được trừ các chúng Bồ Tát người rất tín bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tất cả lầu đàn. Trụ thân rốt sau này các hàng người vậy thay dân họ không kham được già sớ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn tri chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lường cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký lần vô lậu thân rốt sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng một lòng trong vô lượng ưng khi muôn phê phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dàng vô số phần do sâu các nghĩa thu lại hay kêu nói pháp. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung thí lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng cõi Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng khi cao cùng lại chẳng hiểu đường lại bao xa lời con pháp nhìn màu rắn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương Phật cũng vài xa lời Phật phải biết lời phân nói không khang. Với pháp của Phật nói nên xin chân tin chân pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phần dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sinh nơi nơi chân dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhà kiều trần như vân vân 1200 người. Và các tỳ kheo hữu tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người phán tâm thanh văn duyên nhớ đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cứ chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp. Pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên giá không thể đến được đức Phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta
cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà hai chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa Thế Tôn nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn ân cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rất sâu khó hiểu khi đó ngài xa lời phân muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam muội. Thuyền định giải thoát phải đều chẳng nghĩ bàn được pháp chân nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiệm màu hàng vô lậu la cầu niếm bàn này đều xa lưỡi nghi Phật cơ chỉ nói thế hạng người cầu duyên giá tỳ kheo ni cán trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghi nhìn trong đông cúng tôn viện đó là thế nào xin Phật vì dạy cho trong ca chúng thân văn Phật nói con hạng nhân nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là pháp rô ráo, vì là đạo Phật làm con tư miệng Phật sanh chân tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương đến đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ khi đó được Phật báo ngài xa lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng đấng pháp vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đơn phần lại ngăn xa lời Phật nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải xa vào âm lớn. Khi đó đừng Thế Tôn lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói pháp ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không
kinh tinh lung ấy, ngài xa lời phấn bành Phật rằng: Thưa Thế Tôn, cuối thiên nói đó, cuối thiên nói đó, nay trong hội này hàng người sáng bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đa từng theo phần học hỏi, những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài trả lời phong muốn duyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kinh tinh pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế, đều một lòng chăm tai muốn nghe lắm lời Phật. Chúng có nghìn hai trăm cùng hạng cầu Phật no nguyện phân vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe pháp mấy thời, xin lòng vui mừng bây giờ đừng thế toàn bao ngày xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thứ tỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đoan. Ta sẽ về ông phân biệt giải nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thấy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này không tội sâu nặng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi dường ấy cho nên không ở lại đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản bây giờ đừng Phật báo ngài xa lời Phật. Trong chúng ta đây không còn cành lá rằng có hạt chăng xa lời Phật những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là có công nay nên khéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời Phật bánh rằng: Phật thưa Thế Tôn con nguyện ưa muốn nghe đừng Phật báo pháp màu như thế ca đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó như hoa linh thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần. Xa lời Phật các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Xa lời Phật các đức Phật theo thời nghi nói pháp y thú khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô nhiễm nói ca phà pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó vì sao các đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lời Phật sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời ca đức Phật Thế Tôn nguyện muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xa lời Phật đó là các đấng Phật do vì môn sự
gia hoa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi xa lời văn đức Như Lai chỉ dùng một Phật thường. Mà vì chúng sinh lời Pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca tha lời Phật Pháp của tất cả các đơn Phật ở mười phương cũng như thế xa lời Phật thua quá khứ ca đơn Phật dùng vô lượng vô số phương tiền. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô ráo đều đường chứng nhân thuyết trùng thiên. Trả lời Phật thua vì lại ca đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dù mà vì chúng sinh diện nói các pháp. Vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rô ráo đều đưa chân thiết trùng chi xá lời phấn hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương. Các đương hoàn thế con nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh ca đức phần đó cũng dung vô lượng vô số phương tiền các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì nói các pháp. Vì pháp đó đều là một phần thừa các chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rô ráo đều được chứng nhất thiết trùng trì xa lời Phật ca đấng phần đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia dùng ca món nhân duyên lời lẽ thí dù cùng trước phương tiện mà vì đó nói pháp xa lời quán như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chung tiên. Xa lời quán trong cõi nước ở mười phương còn không có Phật hiện ra trong đời ác năm trường nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên trường mệnh trường như thế xa lời phần lúc kiếp loạn trược chúng sinh nhớ đằng bọn sen tham lam răng ghé tròn nên các căn chẳng làm cho nên ca đức phần dùng chư phương tiện nơi một phần thừa phân biệt nói thành ban. Trả lời phán nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần Như là chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử phần. Chẳng phải a la chẳng phải duyên giác là nữa xa lời Phật cản tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân rốn sao rốn sao niết bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đẳng chân giác.
Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chứng quả la hán mà không tin pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phận vì sao cháu kia phần diệt đồn. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng không có thừa nào cả chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo đi. Cứu lòng tăng thương màng cần trở nam ngã màng cần trở nữ chẳng tin hàng bông chung như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình. Thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chung quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chăng xá lời Phật kheo nghe. Pháp của các phần được vô lượng sân quang thiện mà vì chúng sinh nói tâm của chúng sinh nghề càng món đạo ra làm bao nhiêu những tâm vô nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. Dùng các duyên thủy vừa lời lẽ sân phương tiên khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh cố khởi cùng bốn sự bốn sinh đi tăng hữu cũng nói những nhân duyên thí dụ và trùng tung. Luận nghị công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham chấm nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sáu màu bị ca khô não loạn vì nó nói niên bàn ta bài phương tiền đó khiến đeo vào tuệ phần. Chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ quán của ta thuận theo chúng sanh nói. Vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng căn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu mau vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây. Ta ghi cho người đó đời sau thân phân đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khâm minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường. Thanh văn hoàng Bồ Tát nghe ta nói phóng ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ Phật ca Phật đã nơi đại chỉ một việc này thật thay thứ chẳng phải chân tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường. Như pháp của mình được định huệ lực trang nghiêm dùng đây độ chúng
sanh tự chứng đạo vô thường pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiêu từ độ nhân đến nơi một người trời ta đoạn sanh tham, việc ấy ta không được. Nếu người tin về Phật Như Lai chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả trong ca pháp nên phần ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm thanh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng bị nói thực tướng ân xá lời phần anh biết ta cũng lãnh thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều tiến vào phần đạo. Nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu tội lành chăm chàng nơi ngũ dụng vì chi ái sinh thọ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao. Nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thu bào thái đời đời tăng trưởng luôn người đứng mong in vừa căng chờ có bước ngắn vào rừng gặm ta kiên hoàng chấm có chấp không nương ra căn chấp này đầy đủ sáu mươi hai chấp chẳng khoáng hư vọng bền nhận không bỏ đường ngã mạng từ quê cao vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ư kiếp chẳng nghe danh từ Phật cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời không ca vì bài phương tiện nói các đạo dân khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần gì các pháp từ bản lai từ thường tứ vắng lặng phần tử hành đạo rồi đời sao đỡ thành phần ta có chức phương tiện mở bài cắm ba thừa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kim đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng món nguyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi phần đạo lại ca đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thân tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác chúng bài nghĩa đệ nhân nếu có loài chúng sanh gầm ca phần qua thứ hoặc nghe pháp bồ thí hoặc trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài các món tu phước toàn những người như thế đó đều đà thành phân đạo sao ca phân diện đồ nếu người lòng lành nhiều ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi người cung gian trả lời những muôn ân thư ta vàng bạc và pha lê xa cư cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàng có dừng miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn gần ngói bụng đơn thai hoàng ở trong đồng trong chưa đấng thần
thành miếu Phật, nhận đến đồng tư dẫn nhóm các thành tam phần. Những hàng người như thế đạo đã thành phấn đồng. Nếu như người bị Phật thấy dân các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bái báo làm cao đồng bạch đồng đó chất nhóm cùng chi kem. Sang vô cùng với vùng hoàng dùng keo sang hoài nghiêm chức làm tướng phần. Những người như thế đó đều đã thành phận đã về vời làm tương quan trăm tương vướng trang nghiêm tư làm hoàng bao người. Đều đã thành hoàng đạo nhân đến đồng tử nhân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân. Những anh người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đài bi đều đã thành phần đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát đo thoát vô lượng chung nếu người nơi tam miếu tường bảo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn. Đánh trong thôi trần áo tiêu đến cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng vàng hết hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phần. Nhận đến một tiếng nhớ đều đã thân phận đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng vàng hơi tương về lần thấy ca đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chấm tay. Nhận đến giờ một tay hoàn lại hơi cúi đầu dùng đây cũng dàn tượng lần thay vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô như niêm bàn như cúi hết lửa tăng. Nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham miếu một chân nam mô phần đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tài thế hoàng diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo. Ca Thế Tôn vì lai do nhiều không thể lượng ca đức như lại đó cùng phương tiện nói pháp ta ca càng như lai dùng vô lượng phương tiện đồ thoa ca chúng sanh vào thi vô lầu hoàng nếu có người nghe pháp. Không ai chẳng thành và ca và quán thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đường đau này ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp môn kỳ thực vì nhất thường. Theo Phật lượng chúng con bìa pháp và thường không tin giống Phật theo duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ hội pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi đức và phương tiện nói. Hiện nay mười phương vào của trời người cung gian số nhiều như hằng xa hiện ra nơi thế gian vì an hồn chung sanh cung nói pháp như thế bia vấn bàn thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì văn thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng sinh tinh tấn và ca cắn lời đồn dùng các món nhân duyên. Thí dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy vì an ổn chúng sinh dùng các món pháp môn ráo bài nơi phần đạo ta dùng chứng trí tuệ rõ tính
dục chúng sinh phương tiện nơi các pháp đều kiến lừa vui mừng xa lời phấn lên biết ta dùng mắng phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước về vào đường yên sinh tư cố nói luôn công dứt sao tham ai ngộ dụng như trâu màu men đuôi do tham ái tự che đuổi mù không thấy biết chân cò vẫn cùng pháp chứng sự khổ sâu vào càng ta kiến lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này mà sinh lòng đại bi xưa tu ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy trí tuệ của ta được quy diệu rằng thứ nhất chúng sinh cả căn chậm tham vui si làm mù các hàng người như thế làm sao mà độ được bây giờ các phàm vương cùng các trời đế thánh bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng các trăm nghìn ức quyến thuộc chăm tay cùng kinh lệ thánh ta chuyên pháp luân ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen phần thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do phá pháp không tin rỡ trong ba đường dư ta thà không nói pháp mà vào cõi niết bàn liền nhớ phần qua cứ thực hành chân phương tiện ta này chứng đương đạo cũng nên nói ba thừa chúng ta nghĩ thế đó mười phương phần đều hiện tiên pháp an ủi ta hài thay đứng sinh ca bằng đạo sư thứ nhớ đưa khóa vô thượng ấy tùy theo tất cả phần mà dùng chứng phương tiện chúng ta cũng đều được qua coi nhiều thứ nhớ vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa thì khiến mưa pháp nho chẳng tự tin phần Phật cho nên dùng phương tiện quán biện nói các quả giàu lại nói ba thường chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời phán tâm biết ta nghe ca đức Phật tiếng nhìn màu răng sanh chứng nam mô chư Phật ta lại nghĩ thế này ta ra đời trước ác như các Phật đã nói ta cũng vẫn làm theo suy nghĩ việc đó rồi liền đến thành ba đời ca pháp tương tinh gì không thể dùng lời bài bèn dùng trước phương tiện vì nắm tỳ kheo nói đó gọi truyền pháp luân bèn có tiên niết bàn cùng với a la hán cần pháp tăng khai các từ kiếm xa nhẫn lại khen bài pháp niết bàn dân hành khổ trong cha ta thường nói như thế xa lời phần phải biết ta thấy các phần tử chi quyết cầu phần đà vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phần từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này sơ dĩ Phật ra đời để vì nói phần tuệ này chính đã đúng giờ trả lời vẫn hoài biết người căn chậm trí nhỏ kẻ chấp thương kiêu mạn chẳng thể tin pháp này nay ta vui vô uy ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đã vô thượng Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi nghìn 200 la cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt càng đứng phận ra đời lâu xa khó gầm ra chính chữ hiện ra đời nói
pháp này, người đó cũng lại có thí như hoa linh thoài, tất cả đều ưa mến. Yên có trong trời người lâu lâu một lần trở, người nghe pháp mừng khen, nhân đang nói món lời thầy là đã cúng dâng tất cả phận ba đời. Người đó rất yên có hơn cả hoa ưu đàm các ông, chớ có nghĩ ta là vua khánh pháp khắp bảo các đại chúng. Chỉ dùng đạo nhân thơ dạy vào các Bồ Tát không thành văn, đệ tử trả lời Phật các ông thành văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này đi yếu của các phần. Bởi đời ác năm trước chỉ tham mưa các dùng những chúng sanh như thế tròn công cầu phần đạo, người ác đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận phá pháp đó đương giữ người tam quý trong rằng khuyến chỉ cầu phần đạo. Nên vì bọn người ấy đồng khen đạo nhắn thừa xa lại phương, nên biết pháp cả phận như thế dùng muôn ứng phương tiện tùy thời nghi nói pháp, người chẳng học tầm tu không hiểu được pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời, vì phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm, lòng sinh rắn vui mừng từ biết sẽ thành Phật. Kinh Địa Pháp Liên Hoa quyền thứ nhất một sang chiếu phương đông, thế diệu toàn bài chẳng phải chỗ suy lường. Mà suy lương được phần hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bài một đạo nhã hương trời Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phần Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phần Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phần Bồ Tát. Thế Tôn Hiền Điềm Tốt Di Lặc Nghi Tướng Lành Văn Thù Vị Chúng Rộng Phô Bài Phân Xưa Bóng Hào Quang Bà Phen Mời Đấng Pháp Vương. Thì nói hương diệu liên Nam Mô Quá Thư Nhân Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam Mô Quá Thư Nhân Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam Mô Quá Thư Nhân Nguyệt Đăng Minh Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thí Dụ Thứ Ba. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nơi con theo Đấng Thế Tôn nghe được tiếng pháp này, trong lòng hớn hở đường điều chưa từng có. Vì sao con chưa theo Phật nghe pháp như thế này? Hay cả về Bồ Tát đưa thủ ký thành Phật mà chúng con chẳng đường dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hằng hằng nghĩ như vậy, chúng ta đông vào pháp kinh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà thế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chớ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thời chẳng do Phật đại thường mà được độ thoát trong chúng con chẳng hiểu Phật phương thiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp
cõi tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có trước, chưa hề nghe dứt các lòng nghi hôi. Thần ý thơ thơi rằng được an ổn, ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sinh ra, từ Pháp hóa sinh, được Pháp phần của Phật. Khi ấy ngài xa lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trang, mà nói kể rằng con nghe tiếng Pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưỡi nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mấn nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có hay, trừ khổ chúng sinh con đã được lão tặng nghe, cũng trừ lo khổ con ở nơi hang núi. Hoàng dưới cụm cây đứng hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ điên này thôi ôi, ở đất từ trách sao lại tự khi mình, chúng ta cũng phẩm cứ đồng vào pháp vô lòng. Chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo sắc vàng mắm hai tướng, mười lực các giải thoát đồng chung trong một pháp, mà chẳng được phía nay 80 tướng tôn đẹp 18 pháp bất cộng. Các công đứng như thế mà ta đều đã mất, lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng dân, đồn khắp mười phương rộng, lợi ích chúng sinh từ ý mất lợi này. Chúng con từ khi đói con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lượng việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi dạy pháp vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đang đau càng con xưa chấm tà kiến, làm thầy các vạn chi Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói những bàn con, trừ hành tà kiến được chứng nơi pháp công. Bây giờ lòng tự bao được đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết chẳng phải thật diệt độ. Nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng trời, người chúng già xa rộng thần đều cung kính. Bây giờ mới biết được nói dân hằng hến không thừa Phật ở trong đài chúng, con sẽ thành Phật nghe tiếng pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Khi mới nghe Phật nói trong lòng rất sợ nghi, phải chăng mà giả Phật nào loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên thì dù khéo nói khô, lòng kia như biển con nghe lưỡi. Phật nói thuở quá khứ vô lượng Phật về độ an trụ trong phương tiện, cũng đều nói phàm đó Phật hiện tại vị lai số nhiều, cũng vô lượng cũng dùng cả phương tiện diễn nói pháp như thế, như thể tồn ngày nay. Từ sinh đến xuất gia được đà truyền pháp luân, cũng dùng phương tiện nói Thế Tôn nói đạo thực 3 tuần, không nói được vì Thế Tôn để
định biết không phải ma giả phần. Con xa vào lưới nghĩ cho là ma làm ra, nghe tiếng Phật em dịu sầu xa rất nhiệm màu nói suốt pháp thân tình tâm con rất vui mừng nghi hối đã hết hẳn an trụ trong thực trí. Con quyết khỏe thành Phật được trời người cung kính truyền pháp luân vô thường giáo hóa cán Bồ Tát lúc bấy giờ đứng Phật bảo ngài xả lời phân ta nay ở trong hàng trời người. Sa môn bà la môn mà nói ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật vì đạo vô thường nên thường giáo hóa ông cũng lâu dài theo ta thù học ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sinh vào trong pháp ta xa lợi phân ta thở xưa dạy ông chí nguyện phần đạo ông nay đều quên mà bèn tự nói đã đưa diện đồn. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bản nguyện cùng đạo đã làm mà về ca thân văn nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phần Sơ Hồ Niệm. Trả lời văn ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếm cúng dàng bao nhiêu nghìn muôn ứng Phật cũng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành phần. Hiểu là hoa quán như lai ứng cũng chánh biến chỉ minh hành công thiên thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn nước tên ly tố cõi đó bằng thắng thanh tình đẹp đẽ ngọn vào vui trời người đông đảo lưu ly làm đất có tám đường giao thông dây bằng vàng rồng để dân bên đường mé đường đều có hàng cây bằng bay bao thường có hoa trai đức hoa quàng Như Lai cũng dùng ba thừa giao hoa chúng sinh. Trả lời Quán Long đưa Phật ra đời giàu không phải đời ác mà bởi bản nguyện nên nói pháp ba thừa kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm Đại Bửu vậy ca Bồ Tát trong số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị tính kể hay thí dụ đều không đến đưa chẳng phải chức trí tuệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có hoa đã chân ca vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phân tâm đều đã trồng cội từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phần. Tịnh tu phạm hạnh hằng được ca Phật khen thường tu trí tuệ của Phật đủ sức thần thông lớn kêu biết tất cả pháp môn hay thần không dối. Chỉ niệm bền vững bấm Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó xa lại Phật đứng Phật hoa quang thủ mười hai tiểu kiếp trừ còn làm vương tử chưa thành phần nhân dân nương đó thủ tam tiểu kiếp đức hoa quang Như Lai quá mười hai tiểu kiếp. Thù ký vô thường chân đẳng chính giá cho kiên mạng Bồ Tát mà bảo tán tỳ kheo ông kiên mạng Bồ Tát này kể đây sẽ thành
Phật hiểu là hoa túc an hành Như Lai. Ưng cung chánh biên kia cõi hư của Đức Phật, nó cũng lại như đây. Xa lời phấn sau khi Phật hòa quan đó diệt độ chính pháp, trụ lại trong đời 32 tiểu kim. Tường pháp trụ đời cũng 32 tiểu kim, lúc ấy đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng. Xa lời phấn đời sao thành đấng Phật, khi khắp hiểu rằng Phật hòa quan sẽ độ vô lượng chúng chúng dạng vô số phần đầy đủ hạnh Bồ Tát cán công đức thập lực chứng được đạo vô thường quá vô lượng kiếp rồi kiếp tan đại bửu niên. Cõi nữa tan ly cấu trong tràn không vết nhơ, dùng lưu ly làm đấm dây vàng dân đường xa cây bài bao đẹp thường có hoa cùng trái Bồ Tát trong cõi đó chia điểm thường bền vững. Thần thông ba la mật đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đấng Phật theo hồng đạo Bồ Tát những đại sĩ như thế phần hoa quang hóa đồng. Lung phận làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa đời thần cuối rốn sao xuất gia thành phần đà phần hoa quan trụ thế thọ 12 tiểu kiếp chúng nhân dân nước đo sông lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi vẫn về đồ chính pháp chỗ ở đời 32 tiểu kiếp rồng đồ chân pháp diệt hết rồi tướng pháp cũng 32 trả lời rộng truyền khắp trời người thâm cũng vàng. Phần hoa quan cho làm việc đó đều như thế đăng lượng cũng con kia rất hơn không ai bằng phật tức là thần ông nên phải tự vui mừng. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và cả đại chúng trời rồng và xóa trang các bà tu la ca lâu la cận đà la ma hầu la và vân vân thấy xa lời phật ở trước phần lạnh lấy lời dương. Khi sẽ thành vô thường chân đẳng chính giác lòng rắn vui mừng hơn hở vô lượng mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp đê cũng dàn phần thích đề hoàng nhân cùng phàm thiên vương vân vân. Và vô số thiên tử cũng đem y đem của trời hoa trời mang đà la ma tung lên liền tụ giữa không mà tự xoay chuyên các kỷ nhân trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa không đồng thời đều trỗi dưới ca thứ hoa trời mà nói lời rằng đến phần xưa ở thành ba la nại ban đầu chuyển pháp luân đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thường lúc đó các thiên tử muốn xuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xưa ở thành ba nài chuyển pháp luân bốn đế phân biệt ngoài ca phán thân dìa của năm nhóm nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thường pháp đó rất sâu màu. Tin có người tin đưa chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói chưa
từng nghe thường pháp thâm diệu như thế này. Thế con nói pháp đó chúng ta đều tùy đại trí xá lợi phân nay được lãnh phẩm thi. Chúng ta cũng như vậy quyết sẽ được thành Phật trong tất cả thế gian rất tôn không còn trên phần đạo chẳng thể bàn phương tiện tùy nghi nói ta bao nhiêu nghiệp phương đời nay hoặc qua thứ và không đức thấy phần. Trọn hồi hướng phần nào bây giờ xa lời phân mạnh rằng thế con nay không còn nghi hối tự mình ở trước phân đường thù kỳ thành vô thương chính đàn chính giá các vị tâm từ tại 1200 đây. Lúc xưa bằng hưu ông phân thường dạy rằng pháp của ta bên chết rộng ráo niết bàn căn vì hữu hồng vô hồng đây cũng đều đã tự rời chấp ngã cùng chấm co chấp công vân vân. Nói là được niết bàn mà nay ở chưa đứng thế tôn nghe chỗ chưa từng nghe đều xa bao nghi lầm hay thay thế tôn xin phân vì bốn chúng nói nhưng duyên đó khiến lìa lòng đi hôi. Khi ấy phần bao ngày xa lời phân ta trước đâu không nói rằng ca phần thế còn dùng ca món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thường chính đẳng chính giác ư. Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy nhưng xa lời phóng nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Xa lời phóng như trong quân ấp tụ là có vị đại trưởng gia tuổi đã già tuy của giàu vô lượng có nhiều nhà ruộng và cá coi tớ nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào. Người ở trong đó rất đông hoàng 100, 200 cho đến 500 người lầu gác đã một vách quanh sụp đổ chân cột hư na kính thiên siêu ngã bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nói lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người hoặc 20 người hoặc đến 30 người ở trong nhà đó trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên liền gấn sợ trên mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này. Ra ngoài rắn an ổn không các con ở trong nhà lửa vui chơi vẫn không hay biết không sợ trận lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm mà lòng chẳng nhàm lo không có ý cầu ra khỏi xa lời phận ông trường giá đó lại nghỉ thân và tay của ta. Có sân mạnh nên dùng và cao hoặc dùng ghê đây từ trong nhà mà ra ngoài ông lại nghĩ nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẻm nhỏ các con thơ bé chưa hiểu mê đắm chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốn cháy. Ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền mau ra chớ để bị lửa đốt hai nghỉ như thế rồi theo chỗ đã nghỉ đó mà bao cá con cảm con mau ra.
Cha giàu thương xót khi nói để dù dỗ mà khác người con ưa vui chơi chẳng xứng tình chiều chẳng sẽ trên tròn không có lòng muốn ra lại cũng chẳng hiểu gì là lứa gì là nhà thế nào là hai. Chỉ cứ đông tay chạy dám nhìn cha mà thôi bây giờ trương gia liền nghĩ nhà này đã bị lừa lớn đó cháy ta cùng các con nếu không ra liền chắc sẽ bị cháy ta hãy nên bài trước quân tiền. Khiến cho các con được hoài nạn này cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi chẳng bao la lùng nếu có cho chúng nó ưa đắm mà bao các con rằng đây này là những món in có khó được mà các con có thể vui chơi nếu các con không ra lấy sao chắc buồn ăn năn. Các lỡ xe dê xe hữu xe trao như thế này ở ngoài cửa có thể dùng vào chơi cá con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây tùy ý các con muốn cha đều sẽ cho các con. Lúc bây giờ các người có nghe cha nói đồ chơi bao đêm vừa ý mình nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ so đây lắm nhau cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lương. Khi đó trương già thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đều ở trong đường ngã tư nơi đó trống không còn bị chướng ngại tâm mong thơ thới vui mừng hớn hở. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng cha lúc này hứa cho những đồ chơi tốt đẹp nào sẽ về xe hưu xe trâu xin liền ban cho. Trả lời phóng khi đó trưởng già đều cho các con đồng một thứ xe lớn xe đó cao rộng chân giòn bằng các món báo lan can bào phân bông phía treo linh lại dùng màn lòng văn chia ở trên. Cũng dùng đồ bao đẹp tốt lạ mà trao dồi đó dây bằng bao cơ tha càng giải hoa rủ xuống nệm chiếu mềm mại trải chồng gối đó để trên dùng sâu trắng kéo. Trắng da mập trạnh thân hình mập đẹp có sức rất mạnh bước đi ngay bằng mau lẹ như gió lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó vì cớ sao? Vì ông trường giả đó cứa vào vô lượng cá khứ có tàn phải đều đầy ngập ông nghĩ rằng của cái của ta nhiều vô cực không nên dùng xe nhỏ sâu cái mà cho thằng con. Nơi những trẻ thơ này đều là con của ta đồng yếu không thiện là ta có xe bằng bay báo như thế chỗ nhiều vô lượng anh lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng non. Chẳng nên sai ca vì sao vào đem xe của ta đó cấm cho cả người mộng nước hay còn không thiếu huống gì cánh con lúc mấy cánh người con đều ngồi xe lớn đứng đều chưa từng con. Không phải chỗ trước kia mình trông xa lời phân ý của ông nghĩ sao ông trưởng nhà đó đồng đem xe trần bao lớn cho khán người con có lỗi hư vọng chẳng xa lời không thương. Thưa Thế Tôn không ông trưởng già đó chỉ làm cho các người con được khỏi nạn lửa toàn thân mệnh chúng nó chẳng phải là hư vọng vì sao nếu được.
toàn thân mệt bèn đã đường đồ trời tốt đẹp muôn nữa là dùng phương tiện cư bước ra khỏi nhà lương. Thế con giàu ông trường nhà đó nhận đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trường già đó trước con nghĩ như vậy, ta dùng chưa phương tiện cho các con đưa ra khỏi vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng già từ bi mình của giàu vô lượng muốn lệnh các con mở đồng cho sẽ lớn phần bảo ngài trả lời phấn hai thay hai thay như lời ông nói xa lời phất như lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian ở nơi các sự sợ hãi khi nào lo buồn vô minh che tôi anh hẳn không còn thừa mà trọn thành từ vô lượng trí kiên trí lẫn vô sở uy có sức đại thần thông cùng xuất trí tuệ đầy đủ. Các món phương tiện trí tuệ ba la mật đại từ đại bi thương công hề lời mọi hành vì cầu viễn lành lợi cho tất cả muôn loài mà sanh vào nhà lừa tam giới của mộng này để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sanh và bên trên. Lo buồn khô não ngủ si tối tâm ba động dày bảo cho chúng sinh được vô thượng chính đàng chính giác. Ta thấy các chúng sinh bị những sự sanh và bên trên lo buồn khô não nó đô cháy cũng vì năm món dùng tài lại mà bị các điều thông có lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thu các điều khổ đời sao thu khổ địa ngục súc sinh ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng không có bị khó về người yêu thường xa lìa kẻ oan ghen lại gặp gỡ các món khô như thế mà chúng sinh chìm trong đó vui vẻ vào chơi. Chẳng hay chẳng biết chẳng kinh chẳng sợ cùng chẳng sanh lòng nhàm không có giải thoát ở trong nhà lửa tam giới này đông tay ráo cháy dầu bị khô nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Xa lời văn đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó ban vô lượng vô biên môn trí tuệ vui của Phật để chúng nó vào chơi. Xa lời phấn đứng như lai lại nghĩ nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí tuệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiến trí lần vô sở uy của như lai. Ấn chúng sinh chẳng có thể do đó mà được độ thoát vì sao? Vì các chúng sinh đó chưa coi sự sanh và bệnh chết lo buồn đau khổ đương bị tiêu đố trong nhà lừa tam giới làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật. Xa lời phấn như ông trường giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó chỉ ân cần phương tiện căn cứu các con thoát nạn nhà lửa rồi sao đều cho sẽ trân bao lần. Đứng như lai cùng lại như thế dầu có trì lời cùng sớ vô ý mà chẳng dùng đến chỉ dùng trí tuệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cư vấn chúng sinh vì chúng sinh nói ba thừa thanh văn duyên giá cùng Phật thừa mà báo rằng
các người không nên ở trong nhà lửa tam giới chờ có ham mê các món sắc thanh hương vị xúc thô hèn nếu tham mê ác sinh ai nhiễm thời sẽ bị nó đô các người mau ra cõi ba cõi sẽ được chúng ba thường thân văn duyên giác và phận thừa nay ta vì các người mà bao nhiệm việc đó quyết không ở dối vậy các người chỉ nên siêng năng tình tấn tu hành đứng như lai dùng phương tiện ấy để dù dẫn chúng sanh thẳng đứng lại bao các người nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của ca đăng là pháp tư tài không bị ràng buộc không còn phải nương giá tìm cầu ngồi trong ba thứ này dùng các món căn lực danh chi thánh đạo thuyền đến vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân để từ vui sướng được vô lượng sự an ổn quay là xa lợi vân nếu có chúng sanh nào về trong có tính theo đừng vào Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tâm muốn chống ra khỏi ba cõi tự cầu chứng niết bàn rồi đó là thanh văn thừa như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đứng phần Thế Tôn nghe nói phán tin nhân rồi ân cần tinh tấn cầu trí tuệ tự nhiên ưa thánh riêng lễ văn lần sau rõ những duyên của ca pháp gọi đó là duyên dáng thừa như các người con kia vì cầu sẽ hữu mà ra coi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đừng vẫn Thế Tôn nghe pháp tình nhận chuyên tu tình tấn cầu nhưng thìa trí phẩm trí tự nhiên vô sự trí các môn trí kiến lần vô ý của Như Lai có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh